GT53 AMG. Ui, đẹp thế. Cạnh tranh với ở Porsche Panamera nhỉ. Kính không viền. Cùng phân khúc ấy. Tí cậu nhìn đuôi này. Đuôi phát bách này. Cùng cửa tiền đấy. Bốn chỗ này. Đẹp quá. Ui ôi. Hết nước chấm luôn. Anh thử ngồi thoải mái đi, anh xem ngồi sau có bị chật không nhé. Thực ra là hơi chật. Nếu mà người ngồi trước ngả như này thì mấy ông ngồi sau kiểu như là ví dụ thôi. Ơi nhờ em nên làm cái cửa trời đôi nhỉ. Đúng là không ưu tiên mấy ông ngồi sau thật. Đẹp quá. Mầm dữ dội luôn. Tục bồ. Đầu hết nước chấm ấy. Đầu dài thế. Đẹp quá. Hoa không để ý cái này. Mà chúng là cho người lái thôi chứ còn mấy ông ngồi sau thì kiểu được đi ké. Ừ, rất đẹp quá. Bao tiền ta? Tí cho anh em xem. Ui, 17 lít 3 trong đô thị. Ghi hiểu rất thật thà ấy. Thực tế là 30 lít. Chắc phải tầm 25 lít. Đẹp luôn. Mà cái ghế xịn quá nên là chưa ngồi lại nhanh rồi này. Volang Antakara. Bẩn và hôi lắm. Nói chung là cái này nên bọc bọc carbon thì đẹp hơn. Và sạch và bền hơn. Cái nhựa này kiểu Vios đấy nhỉ. Và chê cái xe 7 tỷ nó hơi buồn cười. Nhưng mà cái nhựa này nó giống Vios thật sự luôn đấy. Tốt bát mới này. Ôi, khu vực này đẹp quá. Nhưng mà hơi bắt chiếc thằng Panamera thật. Trần số AMG. Đúng để phục vụ người ngồi với người bên cạnh thôi. Sugar baby thôi. Chứ còn mấy ông ngồi sau trông còn đúng kiểu đi xe ké. Đẹp á. Không thể chê được. Đóng cái cửa ra nào. Cái nhựa của cái còi ấy hơi dị. Nhựa toàn phần luôn. Nhựa của ấy đi. Cái còi ấy, để ý không? Bình thường mèo nó hay bọc da đúng không? Cả cái còi luôn. Còi là ở giữa. Ờ, mà bằng nhựa với như kiểu Vios ấy. Bằng nhựa nếu không là mua luôn đấy. 7 tỷ nữa làm cái vỏ còi bằng nhựa.